Cải cách hành chính trong lĩnh vực quân sự quốc phòng là một trong những khâu đột phá được xác định trong nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 10. Đó cũng là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử của quốc gia, đồng thời góp phần xây dựng quân đội trong tình hình mới. Binh chủng Thông tin Liên lạc là một trong những đơn vị đi tiên phong thực hiện cải cách hành chính quân sự bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin với mục tiêu thúc đẩy môi trường làm việc khoa học, hiện đại, tự động hóa. Hội họp trực tuyến, xu thế tất yếu của lộ trình xây dựng chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng. Vào thời gian cao điểm của đại dịch COVID-19, mỗi tháng, binh chủng thông tin liên lạc phải đảm bảo tín hiệu thông suốt cho nhiều hội nghị trực tuyến cấp Bộ Quốc phòng. Nội dung này được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí. Còn ngay tại binh chủng thông tin liên lạc, hệ thống truyền hình trực tuyến đã được thiết lập tới hàng trăm điểm cầu, kết nối tới tận đơn vị cấp cơ sở. Đây thực sự là một khâu đột phá trong cải cách hành chính quân sự, bảo đảm nhanh, kịp thời, đỡ tốn kém. Hệ thống giao ban qua truyền hình của chúng tôi được triển khai rộng khắp từ binh chủng đến các đầu mối trực thuộc và từ lữ đoàn đến các đơn vị lẻ. Chính vì thế những nội dung cập nhật thông tin mới chúng tôi đều có thể quán triệt triển khai được ngay từ trên xuống tận đến người chiến sĩ. Với quyết tâm hướng tới nền hành chính quân sự không giấy tờ, binh chủng thông tin liên lạc đã đẩy mạnh việc gửi nhận văn bản trên mạng truyền số liệu quân sự. Ví dụ trước đây, việc gửi một văn bản từ binh chủng đi quân khu 9 có thể mất vài ngày. Nhưng khi chuyển văn bản qua mạng quân sự thì thời gian chỉ tính bằng giây. Còn tại tiểu đoàn 78, lữ đoàn 205, trung bình mỗi ngày các cán bộ nhân viên tại đây phải tiếp nhận và vận chuyển hàng nghìn công văn tài liệu đến các đơn vị trong toàn quân. Vất vả nhất là khâu ghi chép thủ công thông tin từng công văn giấy tờ vào sổ sách lưu trữ. Giờ đây với việc gắn mã vạch cho văn bản kết hợp với việc ứng dụng phần mềm quản lý, giám sát thông tin quân bưu, mọi công việc của con người đã được máy móc đảm nhiệm nhanh chóng và chính xác. Phần mềm này thì nó hỗ trợ nhiều về tìm kiếm, truy vết tài liệu được chính xác hơn và nó có các đầy đủ dữ liệu mà mình, những phần mềm thủ công kia thì mình phải nhìn sổ sách, tức là mình phải có một cái hệ thống rất sổ sách lưu trữ lâu. Nhưng khi máy tính này thì khi mà thực hiện sang phần mềm này thì tôi cảm thấy là mình nó dễ dàng trong việc truy vết, tìm kiếm tài liệu rồi độ chính xác. Với hệ thống đường dây thông tin dày đặc trên mọi vùng miền, việc ứng dụng công nghệ thông tin có thể giúp phát hiện vị trí sự cố chính xác tới từng tọa độ thay vì việc phải lần tìm trên thực địa như trước đây. Khâu cải cách hành chính quân sự vẫn là tiếp tục là cái khâu đột phá đối với binh chủng trong thời gian tới. Và trong cái cải cách hành chính quân sự này thì có cái phần ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục phát huy cái thế mạnh của binh chủng thông tin trong cái ứng dụng công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin này luôn luôn phát triển thì mình phải luôn luôn có đổi mới và thay đổi cho nó phù hợp. Nhiều sản phẩm công nghệ thông tin với mục tiêu thúc đẩy môi trường làm việc hiện đại, tự động hóa đã được tuổi trẻ của binh chủng thông tin liên lạc phát triển ứng dụng hiệu quả vào thực tế, giành được nhiều giải thưởng cao. Và để xây dựng chính phủ điện tử, cải cách hành chính quân sự thành công, thì vấn đề quan trọng đầu tiên được binh chủng thông tin liên lạc xác định vẫn là yếu tố con người.